Nêu một cái project nè ha. Student manager. Làm cái student manager. Thôi cứ làm theo cái DAO đi. Tại vì nó liên quan đến vấn đề đóng mở database nữa, up lớp riêng nữa cũng hơi mệt. Đây. Thì đây các bạn thấy là mình có cái student nè, phải làm theo kiểu của cái kiểu cũ đi. Thì student này của mình bây giờ theo cái bản mới này mình sẽ gồm có ID, name, email và birthday đúng không? Mình khai báo đủ ha. ID của mình là gì đây? In đúng không? In ID, string name, email và đây. Java until day nha. Đây của mình đang dùng là Java until day, birthday. Bên Java đó là cái đây á là mình dùng Java until day, nhưng bên SQL á nó không dùng cái này đâu, nó dùng là Java .sql .day. À, lưu ý giùm cho thầy một chút nha. Thầy nói lại được. Trong code Java của mình á thì để xử lý daytime á là mình dùng cái này, hoặc là mình dùng cái lớp mà đây new daytime của Java 8. Nhớ không? Dạ. Còn trong SQL á thì hiện giờ SQL nó lại không cái kiểu day ở trong SQL này nè, map về nó là Java .sql .day. Thấy chưa? À, cho nên mình sẽ có một cái biến đổi tương đương. Tí nữa mình sẽ có cái biến đổi tương đương để mà đưa dữ liệu vào. Rồi, refactor, encapsulate field, select all refactor, rồi hàm tu trin ha. Ủa, tu trin không override, cho nó insert đi. Insert tu trin. Mà tu trin của mình á thì mình cũng giống vậy ha. Mình đưa 4 field vào. ID cộng dấu trừ nè. Dùng dấu trừ ha. Dấu trừ bây giờ có chừng bị đục các bạn nha. Ngày giờ thôi, ngày giờ mình chơi là dấu xuyệt đi, không chơi dấu trừ. Cộng name, cộng dấu trừ, cộng email, cộng dấu trừ. Riêng cái birthday này các bạn, riêng cái birthday á, bạn cộng birthday không là không đủ. Birthday nó ra thông tin từ Java đi xuống á, thì nó sẽ khá là phức tạp và mình phải chuyển lại ha. Cái birthday kiểu daytime mình phải chuyển lại bằng cách là dùng cái gọi là symbol day format. Symbol day format để định dạng lại thôi các bạn. Nó giờ nằm ở cái gói là Java dot test các bạn nha. Symbol day format SDF bằng new symbol day format. Và mình định dạng nó theo là day minh di theo tiếng Việt mình luôn ha. Day minh là m thường rồi đó. Year. Để thầy coi là có là m thường hay m hoa đó. Ủa cái symbol đây format nghĩa là gì thầy? M hoa. Là một cái lớp để định dạng cái ngày giờ thôi, tức là cái đối tượng đây của mình á, cái đối tượng bắt đây này nè là cái kiểu Java đối until đối đây nè, thấy không? Dạ dạ. Là nếu mà mình đọc ra đó thì nó sẽ ra là year trừ minh trừ day, rồi sau đó là giờ phút giây. Dạ. Mình muốn lại cho nó dễ đọc á là theo ngày đúng của tiếng Việt của mình là ngày tháng năm thì đây. Thì mình phải ép kiểu đúng không? Không, mình phải format, mình phải ép kiểu. Định dạng lại. Mình định dạng lại. Và khi mình định dạng như vậy thì mình có là sdf.format. Format cái đối tượng birthday của mình thì nó sẽ ra cái định dạng như phía trên. Dạ dạ. Dạ rồi. Tức là lúc này mình sẽ không cộng bình thường, hay mình phải xử lý cái đoạn birthday của mình tí, chứ không nó không ra dữ liệu như mong muốn đâu.
Rồi xong chưa? Xong rồi thầy. Rồi này là xong rồi đúng không? Set get với ấy là xong hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình mới sao em? À. Ai vậy? Thứ hai, thứ ba. Sao sao? Ngày sáng. Cái gì nó to? Thầy nói sao xong rồi em nói chứ thầy em vừa nói thầy vừa nói thầy không nghe cái gì vậy em? Alo, nãy có nói cái gì về dạ. Em ơi? Dạ không, em bị cấn thầy ơi. Dạ sau ghi thầy. Rồi tiếp tục các bạn tạo ra một cái lớp là student down. Đúng không? Public private đi ha, này là private connection java.sql ha. Thì đến đây á thì chúng ta thiếu một cái vấn đề, đó là import driver loại 4 đúng không? Đích chuột phải sja folder chọn driver loại 4 cho thầy. Thấy chưa? Import driver loại 4 thầy quên các bạn nha. Rồi, import cho xong nó là đây rồi á thì mình đầu tiên mình mới có được là class.forname com.microsoft SQL server JDBC SQL server driver. Đấy nha, mình mới rào nháy đôi lại. Rồi, string, à cái này mình true exception luôn, ví dụ có bóng đèn, hết true. String, URL gán bằng, JDBC 2.SQL server 2.xxx, cohort 1433. Bằng là demo 2009A0 đúng không? Database của mình á. Đúng rồi. Rồi là rule exception tiếp ha. Rồi, xong chưa các bạn? À, lưu ý á, là bạn nào đã đổi bọt thành 1500 thì nhớ đổi qua 1500 nha. 1433 là trên máy của thầy thôi. Rồi xong chưa? Rồi bây giờ mình viết cái hàm là ở đây thầy chưa ơi, chưa ơi. Ừ, gì lâu dữ vậy? Thì cho em xem lại cái dòng bên toString bên kia một cái nữa.
Dạ. Dạ xong rồi. Cái name, cái name kia thầy sửa lại cái dấu bằng thành cái dấu gạch. Đâu. Cái này name cộng. Rồi, đến đây mình là public. Mình trả về là lead đúng không? Lấy file on á. Lead student. File on. Thì lead student. Result bằng new array lead. Return result. Và ở giữa này cat reception print đặt đây connection ha, con bằng connect db. Rồi sau đó là string query gán bằng select sound from student. Và thầy dùng luôn cái prepare statement ha. HTML bằng col.prepare statement query result set rs bằng HTML.sq query. Được chưa? Và ở đây mình sẽ có là why rs.net. Ở đây mình có thể là rs.cloud nè. Rồi stm.cloud nè. Và col.cloud nè. À, và ở giữa này là mình chỉ đọc dữ liệu thôi các bạn. Rồi. Thì ở đây á, bạn sẽ thấy nè. Đầu tiên là rs.net thì mình sẽ có là student nè. STU bằng new student. Bạn có được ID nè ha. STU.set ID. Thì mình chỉ đơn giản rs.get in tại cột số 1. STU.set name rs.get string tại cột số 2. STU.set email rs.get string cột số 3. Đúng vậy không các bạn? Name string email đúng không? Name email đúng không? 1 2 3. Có birthday. Birthday mình không có set được nha. Bạn coi cho kỹ ha. Các bạn set birthday thử nè. STU.set birthday. Mình cũng rs.get day mà đưa vào cột số 4 mà nó báo lỗi. Đúng không? Lỗi đâu thầy? Chưa. Rs.reset.getday. Khoan từ nó trả gì đây? True day. Nó trả về Java SQL này, tí nữa ra bị lỗi á. Ở đây nó không báo lỗi. Set day để thầy coi thử coi. Set day của thầy nữa. Birthday đúng không? Đúng rồi. Nó tiếng nó ra nó bị lỗi. Cho nên ở đây á, để giải quyết cái lỗi này á, thì bây giờ thầy làm hai bước cho các bạn ha. Đầu tiên á, là bạn sẽ có là đào tạo đối tượng nè. Java.sql. Đúng không? Chắc phải chấm đây. Chắc phải java.sql chấm đây nữa nha. Java.sql chấm đây. Birthday. Sẽ gán bằng rs.getday. Cột số 4. Thấy chưa? Và sau đó đó thì get set birthday nè thì thầy sẽ new. Thầy new cái đây. Cái đây này thuộc về Java until day nè. New cái đây này mà của cái birthday. Chấm get hàm. Tức là cái hàm đây này nè ha, nó có hàm dựng cho phép các bạn đưa vào cái long, thấy không?
là cái thời gian tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970 đó, thì cái java.until.day với java.sql.day mình sẽ sửa wrap với nhau thông qua cái hàm, thông qua cái get time mình, thông qua cái thời gian mà tính theo mili giây này nè, nó mới chạy đúng nè. Các bạn đưa kia vô bạn thấy nó không báo, nhưng mà tí nữa chẳng nó báo lỗi á, không ép kiểu được. Code này nó không báo, không hiểu tại sao nó chạy nó báo lỗi á. Và có cái này xong rồi á, bạn mới cho nó hiện lên trên màn hình. À, bạn mới đưa vào trong cái result à, result.sql. Và ở đây á, đối chiếu lại trong database á, bạn thấy không? Trong database hiện giờ của mình á, nó có mấy cột, nó chưa có dữ liệu nè. Nó cho bằng null nè. Nên bạn phải kiểm tra thêm một bước nữa là cái rs.getday4 nó có khác null hay không. If rs.getday4 mà khác bằng null. Tại vì nếu nó bằng null á, là mình làm kiểu này nó sẽ báo lỗi. Thấy chưa? Nó phải khác null, chứ nó bằng null là nó sẽ báo lỗi. Hiểu chưa các bạn? Nó khác null thì mình mới đọc dữ liệu lên, chuyển thành gọi cái hàm get time được. Chứ nếu cái này mà nó bằng null nè, rs.get pin 4 này nè, bằng null nè, thì cái chỗ này của mình nó sẽ bị sai. Tại vì lúc này là cái birthday bằng null, mà gọi cái hàm get time nó sẽ được báo lỗi. Được không các bạn? À, nó hơi rối như vậy đó các bạn. Thầy vừa làm vừa sẽ comment để, tại vì giảng trên fly nó nhanh quá nên không nghe kịp, mất mấy khúc với thầy. Ủa sao? Chỗ này mấy cái đầu bình thường này đúng không? Chỗ này nè ha. Kiểm tra. Thì bạn thấy á, nếu mà cái này mà bằng null á, thì bạn thấy hiện giờ thực ra cột nào thầy nó cũng bằng null thế này đúng không? Nó bằng null thì mình gọi hàng gọi cái get time đâu có được. Bạn thấy không? Tại vì cái get day 4 này nè. À. Cái này không được, phải đưa ra ngoài rồi các bạn. Thì gọi get day 2 lần là Java nó báo lỗi. Đầu thì nha. Đây. Gọi 2 lần nó báo lỗi thành ra không được, phải đưa ra ngoài. Kiểm tra thêm cái birthday này thôi nè. Kiểm tra một cột bên đây có giá trị hay không. Nếu nó có giá trị mình mới gọi hàm get time được. Rồi được chưa? Code đây mà có giá trị thì mình mới gọi hàm get time được. Sau này giả sử mình xử lý những cái bài mà nó có những cái giá trị null đều phải dùng cách này hả thầy? Đúng rồi đó em. Ủa thầy, tại sao mình trong cái SQL mình không cho thẳng cái cột birthday, mình không cho mình tắt cái allow null thì nó có đơn giản hơn không? Tắt allow null thì mình phải nhập. Tùy thôi. À. Thì mình phải nhập. Tại vì mình không để trống được. Mình cũng biết hàng nhập mà. Nhưng mà cái database thầy có dữ liệu sẵn mà em tắt cái chức năng đó vô nó đâu cho em tạo cột đâu. À dạ. Thầy tạo cột sau mà đúng không? Cái gì nó cũng có giá của nó hết em. Được chưa? Cái khó, cái phức tạp của mình nếu mình chưa biết á, là chuyển từ Java.until.day và Java.sql.day
ngược lại, chứ không phải là cái vấn đề nôn hay là không nôn. Được không các bạn? Dạ vâng. Rồi xong cái đoạn này chưa các bạn? Ủa thầy return thì chết chưa này? Nó không báo lỗi. Có rồi chứ. Đây rồi nè. À dạ dạ. Mình nhìn thấy không báo lỗi. Rồi xong rồi đúng không? Thầy mấy cái lệnh lâu có theo thứ cần theo thứ tự không thầy hay là? Có chứ, có chứ. Cái lâu em đi phải đi ngược. Ở trên em mở như thế nào thì dưới em đóng ngược là reject phải đóng trước rồi mới đến statement, mới đến connection. Em đóng connection trước mà chưa đóng cái reject và cái statement á, thì nói chung nó vẫn còn một cái gì nó đang mở trên máy, đang bộ nhớ. Không đóng hàng. Đau đầu vậy á. Dạ. Xong chưa? Rồi xong này để mình đến cái hàm gọi là cái hàm relay hả? Hàm get get hàm file ID này chứ. Là mình cần cái hàm file ID này. Đúng không? Đây là file ID trả về đối tượng student. Thằng nôn ha. Và khác biệt của mình ở đây á, là có hai chỗ nè. Đầu tiên là câu truy vấn phải có time and where. Thấy không? Đi bằng chấm hỏi. Và bạn đã dùng prepare statement cho nên mình tận dụng luôn cái prepare statement ha. Set in tại vị số 1 thì chỉ là ID. Và ở đây á thì tìm kiếm theo khóa chính nên kết quả chỉ có một record thôi. Đây à, thì mình không có while, keep. Và đây ha, result đưa vô đây luôn. Không cần add gì nữa. Return result ra rồi. Nếu bạn tìm có thì reject khác null, nét được tức là có record đó. Ủa dùng if chứ không phải dùng while á. Em có một record mà while cái gì em? Em à, while dạ. Mà ra bằng null liền á, cái result bằng null á. Dạ dạ. Tức là cái hàm này là cái hàm thứ hai nha, cái hàm file by ID nha, chứ mà là file on đâu nha. Hàm file on thì vẫn giữ nguyên trên nha, không có gì khác biệt hết á, nhớ không? Dạ
Thầy kéo lên trên hộ em mới cần phải ôn tí được. Chỗ nào? Ở trên nữa hình như, cái trên cái chỗ. À dạ dạ được rồi thầy. Bất đề khác luôn, dạ dạ ok. Rồi, tiếp theo là hàm RA. Mình đưa vào đối tượng là student. À, và chỗ này mình sẽ cũng có là connection, connection query prepare statement. À, sửa lại câu truy vấn thôi. À, query của mình sẽ là insert into ha. Student ba cái ID, name, email, birthday. Hình như của mình ID đâu có người đưa vào đâu đúng không ta? ID là identity mà đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, ID là identity rồi. ID là identity là không được đưa vào. Identity là mình không được đưa vào đâu nha, đưa vào nó báo lỗi đó nha. À thầy, cái ID mà mình chỉnh identity á thầy, một lúc sau con viết hàm xóa thầy là nó vĩnh viễn nó xóa luôn cái ID đó luôn, mình muốn thêm lại cái, mình muốn có lại cái ID gì, cái số đó là không được luôn thầy. Em quan tâm làm cái gì? Là insert tự động nó sinh ra cái ID mới cho em mà. Dạ, mà kiểu mà ví dụ mà em muốn lấy cái ID cũ luôn á thì phải không chỉnh identity luôn. Thì đừng có đặt một là identity. Dạ. Tại vì đặt identity là thường mình sẽ không quan tâm đến ID. ID đó là cái giá trị tự tăng. Mình nó quan mình do người dùng nhập lại ra như mình lỡ người ta nhập nhầm thì sao? Yeah. Vị trí 1 ha, là name đúng không? Đó là stu.getName. Mình không có ID nên chả không cần quan tâm đến ID đâu. Set string. Vị trí 2 đó là stu.getEmail. Và đối với cái birthday á thì chỗ này thầy bắt đầu thầy làm tắt luôn nha. stm.set set day. Đây là cái cột thứ ba là đưa vào java.sql.day. Cho nên là thầy sẽ new java.sql.day. À, và đưa vào cái gọi là stu.getbirthday.getTime. Thấy không? Thầy dùng hai cái này thì swap qua swap lại với nhau. Vậy thôi ha. Và dĩ nhiên ở đây á, ở đây là bắt buộc bạn phải thiết lập cái birthday rồi. Tại vì cái câu truy vấn nó tham số nó như thế này. Không đưa null mà được. Cho nên lúc nhập là mình bắt buộc phải nhập. Còn dĩ nhiên nếu bạn không muốn nhập là bạn phải viết thành hai câu truy vấn. Một câu truy vấn là insert hai cái, một câu truy vấn là insert ba field. Một câu truy vấn là insert hai field, một câu truy vấn là insert ba field. Nó hơi rối hơn tí. Đủ rồi thì mình sẽ có stm.sql.update. Đúng chưa? sql.update. Và stm.cloud. Cloud.cloud. Xong. Xong create rồi thì copy xuống thành hàm update luôn. Úi. Thấy được không các bạn? Update cũng tương tự vậy thôi, không có gì khác đâu. Khác câu truy vấn tí. Thì lúc này trong update mình phải có ID ha. Tại vì nếu không có ID là insert. Rồi mình sẽ xử lý sau các bạn nha. Cứ để nguyên vậy. Mình gõ xong cái create copy xuống. Update sửa lại như trên slide cho thầy cái đã.
Xong chưa các bạn? Alo, xong chưa? Em xong rồi thầy. Hàm update, update đến đây là mình cũng có là một vẫn là name này đúng không? Hai là email, ba birthday, chỉ có cái ID là cái cuối là mình chưa có thì mình thêm vô thôi. stm.setin 4 stu.getid. Xong. Thầy không làm delete, delete tự làm nhé. Dạ. Rồi bây giờ á là chúng ta xong luôn cả cái phần liên quan đến database rồi. Bây giờ mình vào cái hàm main ha, mình viết code. Đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái đối tượng là student DAO. DAO bằng new student DAO. Được chưa? Rồi mình mới tạo cái men, cái scanner đúng không? C bằng new scanner system.in đúng không? Và in ru bằng không system biết sai nè. Why do ha? Why do khác không? Đúng không? Sheet out 1 là tạo student đúng không? Create new student. Create new student mình chưa có hàm hả? Tí mình viết lại cái hàm đó ở bên cái lớp student đi ha. Rồi thứ hai là display list student, list student. Thứ ba đó là cái gì các bạn? Lưu vào database đúng không? Thứ tư là đọc từ database lên. Load from DB. Thứ năm thứ không đi, không phải thứ năm còn giờ, tí nữa còn giờ làm tiếp. Edit. Được không? Sit out. True. Menu này rất là quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Và mình đi về trong cái lớp student á, viết thêm cái hàm input nữa các bạn. Xong này chưa? Xong rồi mình đi qua lớp student. Thầy quên mất hồi nãy là mình làm cái hàm input nha. Rồi xong chưa các bạn? True. Xong rồi thầy. Gắn bằng integer.packin của sc.netline. Switch. True. Đúng không? Cây 1 ví dụ vậy.
default. Rồi trong student này ha, xong rồi xong này chưa? Mình qua student. Đây. Viết thêm hàm input nữa các bạn. Hôm nay hàm nhập liệu thôi. Đầu tiên là tạo đối tượng scanner. Đúng không? Viết đây thì nó gọn hơn mấy chỗ khác. Tạo sheet out input name. À sheet out này không có line ha. Input name. À, name gắn bằng sc.netline. Mình name email đúng không? Email. Email, nhưng mà đến riêng cái phần mà birthday á, riêng cái phần birthday á thì lại không được ha. Thì riêng đối với cái phần birthday ở đây thì chúng ta cần phải tạo một cái định dạng bắt người dùng nhập vào rồi phải phạt nó ra. Input birthday thì sẽ bắt nhập theo kiểu của tiếng Việt mình ha. À, thì ghi là mình đây bên kia đúng không? Đây đây. Mình gì. Được chưa? Cái này thầy ép phải nhập theo kiểu này thì mình mới nhập. À, mình mới tạo ra đối tượng là symbol day format. Symbol day format SDF bằng new symbol day format của cái chuỗi mình đưa vào là day month year. Và mình sẽ đọc, đây mình đọc cái đó ha, string, mình đọc lại string này, bup bằng sc.net là, à, mình đọc được vào cái biến tạng mới đã, rồi mình mới dùng s, à, cái gì, à, birthday ha, mới gán bằng sdf.pack. Ở đây là format á, format là mình định dạng cái đối tượng đây về cái chuỗi, còn pack là mình có cái chuỗi đúng không, mình chuyển thành đối tượng đây, pack cái bup, vậy là xong. Khi pack vậy á, nó sẽ phát sinh ra cái exception, đó là mình nhập dữ liệu, đưa vào dữ liệu nó không đúng, thì nói chung đây mình phải cat nó lại ha, cài cat. Trong trường hợp này á thì chấm print các đây á, thì nếu mà bị lỗi này á thì phần này mình cho luôn cái birthday bằng null đi, birthday bằng null trước khi xuất ra. Đấy nha, có dữ liệu thì có birthday, không thì birthday bằng null. Được không các bạn? Nói chung là liên quan đến birthday thì nó xử lý nó hơi lằng nhằng tẹo, cái đoạn là chỗ nào bạc chỗ nào không bạc cái đó ha. Được chưa? Đó. Vậy là xong ha. Được không các bạn? Có vấn đề gì không?
Alo, có vấn đề gì không các bạn? Dạ, không thầy ơi. Rồi, thì bên này mình có cái này xong rồi nè. Thì số 1 mình rất là đơn giản thôi. Số 1 của mình á, là mình chỉ có là DAO. À, xin lỗi. Mình vẫn tạo đối tượng nha. Phải tạo đối tượng. Thì student STU bằng new student. STU.input. Đây là mình thiếu thêm một biển nữa là cái list student nữa. List đúng không? Danh sách student đó. Student. List bằng new array list. Thiếu cái này nè. Và chỗ này mình sẽ có list chấm STU. À, các bạn lưu ý á, bài này của thầy là làm thông qua cái list nha. Bạn có thể không cần list đi thẳng vào trong cái DB luôn cũng được. Thầy cần list thì để thầy lưu, thầy xuất vậy đó thôi. Chứ bạn không cần list cũng được luôn. Tùy bài, tùy cái xử lý của mình thôi. Rồi, cây 2. Cây 2 của mình á, thì mình sẽ for. Đúng không? Làm qua cái list in ra. For. Đúng không? Rồi khỏi cần luôn. Mình là dùng cái này mình xử lý nè các bạn. STU, à, xin lỗi, list chấm for it, đúng không? List chấm for it đưa vào một cái hàm add student suy ra là ủa xin khỏi cần luôn hả? System chấm out 2.print. À, bài mình rất là đơn giản. Đúng không? Còn nhớ này không các bạn? Nếu bạn nào không nhớ được cái này thì thôi mình cứ thể làm theo kiểu cũ ha. Đó là for đúng không? STU student STU chấm list system.out.readline STU. Ra system.out.readline là STU.toString đó nha. Rồi cái thứ ba là cell2db. Thì cell2db thì là phải áp dụng cách này thôi các bạn. Kiểu trên cũng được, kiểu dưới cũng được nha. Cây 3. Break trước đây nè. Và chỗ này các bạn chỉ đơn giản các bạn gọi là DAO.read. Được chưa? Rồi cây 4 cũng và cây 4. Cây 4 thì đơn giản hơn ha. Cây 4 đó là mình sẽ làm cái gì đây? List chấm clear remove và on. Clear xóa list. Rồi sau đó list chấm add-on. Add-on cái gì đây? Của cái DAO chấm IO. Xong các bạn. Rồi xong. Ủa tại sao phải clear, phải add-on lại vậy? Sao em? Tại sao phải clear, phải add-on? Clear không nó bị duplicate như sao em? Cái list đang có chứ mình à, mình list mình có dữ liệu cũ, mình đọc lại từ database lên thì đọc một lần, hai lần, ba lần chẳng hạn thì nó bị duplicate liền. À. Rồi. À, phần này chạy được rồi đúng không? Bây giờ mình có thêm một cái thứ năm nữa là cái update nè, cái này nè nãy giờ mình thầy quên luôn. Cái này mới là cái chính nè. Năm update thì ở đây á thì update này á nó có hai cách làm, một cái là update trên list và một cái là update trên trên database. Thì cái update trên list á
thì update trên database thì nó dễ hơn update trên list tí. Vì update trên database là mình có cái hàm file by ID rồi. Được không? Giờ thầy làm là update trên list. Update trên list thì nó sẽ không lưu vào database liền nha. Cho nên là mình sẽ update trên list xong thì bạn phải lưu xuống database. À mà khoan, còn update trên database nó còn phải có một cái vấn đề là mình phải clear nữa chứ, quên ha. Viết một cái hàm clear all nữa chứ hả? Xin lỗi. Đến đây thầy quên rồi, xin lỗi, mình xử lý đi. Bây giờ mình xử lý cái phần update trên cái list trước. Update trên cái list xong bạn cần thì bạn phải lưu lại xuống database sau. Được chưa? Thì đây, chúng ta mới bắt đầu nè. Update, đây là update, là update trên trên list đúng không? Thì mình đi tìm, mình bắt người dùng nhập vào cái ID của cái student cần update. Thì dĩ nhiên một số bạn sẽ đâm ra thắc mắc là ủa làm sao mà em biết được cái ID đó? Đúng không các bạn? Dĩ nhiên là lúc bạn view lên nó có mà. À, bạn chạy lên thử nè, ví dụ thầy chạy lên thử cho các bạn coi nè. À, bạn load from DB số 4 trước nè đúng không? Sau đó bạn là dùng số 2. Số 2 là view list nè. Số 2 là bị lỗi là đây mình nhập là ok rồi đúng không? Nhập là đưa vô đây xong rồi nè. Đây xong rồi nè. Như vậy là bên này. Nó vẫn bị null hả? Re-A nó vẫn bị null. Đó, thì đây là thầy đang xử lý triệt để cái vấn đề là cái birthday của mình nó bằng null. Tại vì vấn đề liên quan đến cái null ở đây là chẳng qua là do mình gọi lên cái hàm getTime thôi. Nếu mình không gọi hàm thì bằng set day mà bằng null vô là tự động nó vô null luôn. Nhưng mình gọi hàm getTime thì cái sto.getBirthday bằng null là mình không gọi hàm getTime được. À. Rồi, thì bây giờ á, thì đây là cái việc xử lý mà gọi là mình là xử lý hậu quả thôi, chứ còn thực tế thì trong thực tế cũng ít khi gặp như vậy lắm. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong database thì copy luôn cái chuỗi này, thì dán lên phía trên cho ngày nào người nào nó cũng có dữ liệu hết đi. Xóa luôn cái record số 6 này là còn 3 record ha. Đó, rồi bạn chạy lại nè. Cái bài của mình nè ha, chạy lại nè. Qua đây ha. Ai xử lý cái phần update xong rồi này mình chạy lại nè. Mình đầu tiên là mình load nè. Chạy đây này, đúng không? Đầu tiên là mình load nè, số 4 là load nè. Số 2 là in nè. Thấy chưa? Ai vậy? Số 2 là in nè. Bây giờ số 4 là cập, số 5 là cập nhật nè, số 5 là cập nhật nè. Thì thầy sẽ cập nhật cho ông có ID là bằng 4 nè. Bằng 4 nè. Thì tên không đổi nè, thầy không muốn đổi nè, email không đổi nè, nhưng mà ngày thầy đổi lại nè. 10/03/1999 ví dụ vậy. Enter. Đúng không? Thì bạn in ra lại nè, số 2 in ra lại nè. Thì bạn thấy không? Không ghi đổi đây nè, 10/03/1999 nhưng mà là 90 nữa. Và nếu bạn ghi vô database, cell to database thì nó sẽ bị duplicate lên nè. Cell xong rồi đó. Thì bạn vô database bạn coi nè. Đây, đó là 6 record rồi nè. Thấy chưa? Mà cái ông này ông bị đổi nè. Và như vậy bạn muốn rằng á, là mỗi lần bạn sell á, nó phải xóa dữ liệu cũ và nó tạo dữ liệu mới đúng không? Có hình dung được vấn đề không? Xóa cái cũ và tạo cái mới. Sell thì mình phải xóa cái cũ tạo cái mới cho nó nhanh ha. Thì bạn cần vô đây nè các bạn. Viết một cái hàm. Vô trong cái student down này, viết một cái hàm là remove all. Bạn nhớ cái hàm remove all không? Nhớ hàm này không? Đó, thì mình cũng y chang vậy thôi nè. Đó, nhưng mà cái mình không cần mấy cái tham số này luôn.
này mình sẽ có là remove, delete from ha. Delete from student. Đó, xong. Và chỗ này nè các bạn, trước khi mà các bạn bạn gõ cái này xong chưa? Gõ đi vô các bạn. Hoặc là các bạn thấy mình thầy copy update xuống, thầy sửa lại chút xíu như thế này thôi. Các bạn sửa lại đi. Sửa lại được không? Được không các bạn? Được chưa? Thầy nhớ không nhầm là cái hàm delete all này hôm trước thầy đã viết cho các bạn rồi đó. Đúng không? Thì các bạn đem qua bên này. Đúng không? Trước khi mà các bạn mà inbox vào database nè. Đâu rồi? Create đúng không? Trước khi bạn làm này nè, bạn sẽ ghi là down.delete all. Để nó không bị duplicate dữ liệu. Hôm trước nhiều bạn cứ hỏi thầy duplicate dữ liệu là như thế nào đó, thì hôm nay thầy để duplicate cho các bạn coi luôn. Thì đến đây rồi á, thì bạn chạy lại nè. Thì bạn sẽ thấy nè, ví dụ thầy cho số 4 load lên nè. Đúng không? Đây, số 4 load lên nè. Số 2 hiển thị nè. Đúng không? Thầy đổi ID and record số 9 nè. Thầy thay số 4 nè. Thầy update cái record số 9 nè. Số 4 là load from DB rồi. Số 5 nha quên. Số 5 nè. Update record số 9 nè. Không đổi. Nhưng mà thầy đổi cái birthday là ngày 1 tháng 1 năm 2001. Ví dụ vậy. Enter. Thấy không? Thì mình cho số 2. Mình xem lại nè. Đổi rồi thấy chưa? 01-01-2001 rồi. Và bây giờ bạn cho số 3. Lưu đi DB. Bạn lưu xong á. Thì bạn chạy về bên này bạn coi. Bạn thấy không có gì thay đổi hết ha. Nó vẫn là từ này thì to thôi. Nhưng mà thầy nói không có gì thay đổi, nhưng mà thực ra nó có thay đổi không các bạn? Bạn xem như có gì thay đổi này không? Thay đổi gì các bạn? Sao thay đổi cái gì? Ai thấy được thay đổi cái gì? ID thầy, thay đổi ID thầy. Tại sao thay đổi ID vậy các bạn có biết không? Tại nó xóa cái cũ và nó đè cái mới lên. Đúng rồi, cho ID tự tăng. Chứ nếu ID của mình không tự tăng là nó không đổi đâu nha. Vì ID mình để tự tăng á, đúng không? À. Rồi, thì như vậy là bài này xong các bạn nhé. Các bạn xem lại coi mình có gì thắc mắc không? Bây giờ còn một cái chức năng nữa ghi file test. Thì thầy demo thì ghi file test cho vui cho các bạn luôn hả? Đây là sheet out nè, còn ít thời gian mình là ghi file test luôn nè. Số 6, đúng không? Right. To test file, say to test file. Nhớ cái này không? Đó, say hay export cũng được ha. Thì bạn say cái list ra test file. Đúng không? Một cái list nè. Cái dài nhất của mình trong trường hợp này vẫn là cái số 5, là cái tìm là update á. Thấy chưa? Và đây là số 6 nè. Cây 6. Right. Thì mình sẽ gọi là cái gì các bạn? Rewriter. Bạn rewriter hay print stream cũng được các bạn nha. Cái này theo thói quen người dùng thôi. New output stream writer. New file output stream của cái là student.txt. Cái này có quen không? Bài nào mình cũng làm hết rồi nha. Thì cái này nó sẽ phát ra exception ha. Nên lưu ý ha. Phải nó found của sao file. Phải nó found được. Winwriter. Output stream writer. File output stream. Sao nó phát ra được cái này ta? Và
Sau đó thì mình theo từng hàng thôi. For student stu 2.lit out.readline. Đúng không? Stu out.close stop. Thì mình chạy lên nè. Thì có vậy thôi đó các bạn. Chạy lên nè. Đầu tiên là mình load. Số 4 load. Đúng không? Số 6 ghi ra file test. Rồi, không thoát, đây mình không in ra gì hết đó. Rồi, đây, bạn qua bên cái file nè, bạn thấy không? Có file test này nè. Thấy chưa? Rất là ổn đúng không? Đó, thì phần này các bạn phải thêm. Dĩ nhiên là nó còn thêm một cái phần nữa là cái phần đọc. Còn một cái phần nữa là cái phần đọc và dữ liệu ha. Từ đọc cái file test này lên bằng notepad. Các bạn tự làm nhé. Thì bài demo này mình sẽ ngừng ở đây các bạn.